Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mọi người có khỏe không? Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn chủ đề là cuộc sống Úc, lao động Úc có phải toàn màu hồng hay không? Bây giờ mình nói về cái chuyện ở bên Úc có phải màu hồng không? Thì đầu video có các bạn nói là hồng học á. À, đúng rồi các bạn. Các bạn thử nghĩ đi, ở bên Úc này so với Singapore, người Việt Nam mình làm mới bằng 1 phần 10 người Singapore các bạn. Mình có qua Singapore, mình học tập và mình đi chơi với mấy người bạn Singapore của mình. Singapore mấy người ba của nó đi về hưu rồi đó, mà ba của nó cũng vẫn phải chạy xe Uber rồi này nọ để mà trả tiền nhà tiền cửa. Người Úc người ta làm việc còn ghê hơn người Singapore nữa các bạn. Nhiều bạn nghĩ qua bên này trên mấy cái cây này nó có tiền, qua này bạn hái, nếu mà mình biết cái trên cây có tiền mình tới mình hái trước rồi, không đợi các bạn hái đâu, không đợi các bạn qua đâu, mình hái sạch sẽ luôn, không còn một đồng tiền nào trên cây luôn. Nên các bạn phải suy nghĩ, người ta trả tiền cho các bạn cao, không phải vô đó. Nhiều bạn qua đây mình cho cơ hội vô làm, vô vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa nói chuyện với người nhà, vừa làm vừa tán dóc với bạn bè rồi nọ. Mình thấy một hai lần thôi mình cho lên đường chứ sao. Nhiều bạn hỏi ủa sao anh không cho em làm nữa, mình chỉ nói đơn giản thôi, công ty của anh không có anh thấy em không có phù hợp với công ty thôi. Chứ ai vô làm ăn cắp thời gian của công ty người ta ta. Các bạn phải biết tự thấy xấu hổ, tự thấy bản thân không có giúp được gì cho công ty, vô đó toàn là ngồi tán dóc bàn ra không. Nhiều bạn suy nghĩ rất là tiêu cực, cho vô làm là may rồi, thì các bạn phải cố gắng, các bạn làm bạn có thời gian, bạn có nói chuyện với mấy anh khác rồi bạn học được nghề, người ta chỉ các bạn làm, bạn phải cảm ơn cái điều đó chứ. Mình nói đi nói lại một lần nữa cho các bạn, mình chẳng có biết gì hết đó, mình chỉ có làm việc của mình thôi, mình chẳng có bằng luật, mình chẳng có bằng gì mà tư vấn cho các bạn hết đó. Chỉ có luật sư của mình mới có mấy cái đó để mà tư vấn cho các bạn thôi. Nói đi nói lại biết bao nhiêu cái livestream rồi, nghe mà chưa thủng lỗ tai nữa. Nhiều người rất là ghen ăn tức ở với mình, thấy mình làm được bắt đầu họ ghen thôi. Người Việt mình muôn đời khổ các bạn, muôn đời khổ vì cái tính đó. Công ty có thể cho các bạn một tuần, hai tuần để các bạn học tập. Nhưng nếu mà một hai tuần bạn không phát triển thì họ sẽ cho các bạn lên đường thôi. Tại vì bây giờ bạn cứ suy nghĩ đi, một cái người thợ lành nghề một ngày người ta có thể làm được 4 phòng, 5 phòng, bạn làm được 1, 2 phòng, làm sao mà người ta trả cho các bạn một nửa tiền của người thợ chính được? Thì tại sao người ta không trả tiền cho thợ chính ấy, người ta không thuê 2-3 người thợ chính, các bạn hiểu không? Nhiều bạn mình thấy là suy nghĩ cho cho bản thân các bạn không à. Mình vừa rồi mình có nói chuyện với một vài người ở Việt Nam, mấy bạn nó cũng sắp qua Úc, thì mình thấy mấy bạn nó có tư duy rất là hay. Nếu em vào công ty làm việc, một cái công ty bất kỳ nào đó mà em không mang lại giá trị cho người ta, ví dụ như một ngày mà em chưa kiếm được cho người ta 1.000 đồng, thì đừng có nghĩ tới cái chuyện mà lấy được người ta của người ta, người ta trả cho mình 300 đồng. Các bạn phải tạo ra giá trị gấp 3 lần, gấp 4 lần, gấp 5 lần thì các bạn mới hy vọng là người ta trả cho các bạn số tiền đó. Còn bạn không tạo ra được giá trị gì hết mà bạn cứ muốn kiếm tiền rồi qua đây không có suy nghĩ là lo luyện tập này nọ để mà phát triển bản thân lên, lo suy nghĩ ôi ông này không trả tiền cho tôi cao không, ông kia trả tiền cho tôi thấp không, có lo suy nghĩ gì không, cuối cùng sầu quần rồi cuối cùng cũng chơi với người Việt rồi cũng ở trong khu người Việt biết ha. Đi qua đây có một số anh chị cho con cái qua đây học mà lại cho nó ở homestay với người Việt nữa, thì mình cũng không hiểu luôn tại sao không cho mấy con cái học ở homestay với người Úc, ở mấy cái khu nào mà có người Úc, để làm gì, để qua hàng xóm nói chuyện phát triển, nói chuyện tiếng Anh cho nó khá lên.